Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vừa xem YouTube, vừa lướt Facebook, Zalo, nhắn tin bạn bè hoặc là chơi game. Thì đầu tiên muốn làm được điều này thì bạn vào cái phần App Store cho mình. Đây, App Store đây, bạn tải. Đây, bạn bấm chữ If App cho mình. Mình đã tải rồi, chỉ cần mở ra thôi. Đây, phần If App nó sẽ giống như vậy. Đây, If App. Đây, bạn chỉ cần tải về thôi, không cần cài đặt, giáo nó sẽ cài đặt tự động cho các bạn. Xong bạn thoát ra, mình sẽ làm hướng dẫn cho vừa xem YouTube vừa lướt Facebook cho các bạn xem. Đây, bấm vào phần YouTube cho mình. Đó không? Bạn bấm vào phần chia sẻ cho mình. Giờ bạn kéo qua, bấm phần thêm cho mình. Đó. Bạn bấm vào video picture in picture. Đây, bạn thấy video nằm hàng cuối cùng nè. Bấm vào, nó sẽ chuyển qua cái phần mềm nãy If App nãy bạn vừa tải. Giờ bạn bấm thấy hàng cuối cùng bên đây nè, picture in picture là được. Còn full bên đây là sẽ không được các bạn. Bạn bấm vào chữ màu xanh nè, bấm vào. Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh YouTube đó. Của Bi. Thì Bi giờ bạn thoát ra anh em đó về thôi. Nó sẽ nằm ở đây. Quay mắt giờ bạn chỉ cần Zalo ha, đó thôi. Nó vẫn nằm đây. 12 giờ xuống các bạn, bạn thoát ra, kéo lên kéo xuống. Mình vào cái Facebook, bay này vào hướng tin Facebook hay sao gì, gì vẫn bình thường. Đó thôi. Giờ chúc các bạn thành công.